Hôm nay mình sẽ làm món chuối sấy bằng nồi trên không giờ. Bắt đầu. Mình bóc chuối ra, sau đó mình thái lát và cho vào một cái cốc nước mà có đá và có chanh nhé. Ngâm khoảng 5 phút các bạn nhé. Sau đó thì xếp chúng vào và cho vào và chờ thôi nhé. Sau 10 phút mình lật ra. Wow. Bây giờ lật lại nhé. Tiếp tục cho quay thêm 10 phút nữa các bạn nha. Ok. Đây được 10 phút rồi, mình thử bỏ ra xem. Wow. Hình như cái này đựng 4 quả nhiều hơn hay gì nhỉ? Mình để nguội và nó sẽ rất là giòn. Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình tiếp tục làm cho mọi người một món mới rất là đơn giản, đó là món cá khô chiên bằng nồi chiên không dầu. Xin mời các bạn. Đây là cá chỉ vàng mọi người nhé. Mọi người đặt cá vào bếp, sau đó thì mình quét một lớp dầu mỏng lên trên đó. Sau đó thì cho vào chiên, và cá này thì rất nhanh chín, mình chiên trong thời gian ít thôi nhé. Bây giờ mình set khoảng nhiệt độ 150 đi. Lần đầu nên chưa biết như thế nào. Cho khoảng 10 phút, sau 5 phút mình sẽ mở ra. 10 phút mình bỏ ra, mình lật lại. Sau đó lại cho vào quay tiếp. 3, 2, 1. Rồi. Đừng cho dây điện. Đó. Đằng trước của nó rất là đẹp. Mình bày ra đĩa. Đó, lật nè, này. Để ngon quá. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử nghiệm món đậu hũ chiên bằng nồi chiên không dầu. Không biết làm như thế nào, mình thử nhé. Mình set nhiệt độ. Mình cùng chờ nhé các bạn. Bây giờ được 5 phút rồi, mình thử mở ra xem thế nào nhé. Wow. Chưa có gì luôn. Nóng vội quá. 10 phút rồi. Wow. Mình bảo ra mình lật lên. Khá là ok đó. Sao chúng mình lại cho tiếp tục thêm 10 phút nữa nha. Tinh tong. Đấy. Wow. Ngon không? Xin mời. Xin chào mọi người. Hôm nay dì cháu mình sẽ rang lạc bằng nồi chiên không dầu. Lạc này thì mình phải rửa qua rồi nha các bạn nhé. Rang lạc thì vô cùng là đơn giản. Và bây giờ mình chỉ cần việc cho vào nồi chiên không dầu thôi. Mình chỉ việc đổ vào nồi chiên không dầu. Sau đó thì tản đều ra. Sau đó cho vào quay nhé. Mình set 160 độ trong khoảng 20 phút đi. 15 phút đã. Xong 15 phút các bạn cùng mở ra xem. Đấy, nó chín rồi đó. Thơm quá. Mà thôi mình cứ nên để thêm một lúc nữa trong này để cho nó giòn đi. Rất là thơm ngon. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món bánh mì bơ sữa. Mình trộn với một chút men nở và chút muối, chút đường. Sau đó đập trứng vào. Ngoái đều. Sau đó mình cho một ít sữa tươi nhé. Mình nhào khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó mình cho một ít bơ vào, mình nhào cùng. Nhào tới khi mà bột không còn dính tay nữa các bạn nhé.
Sau đó mình cho cái bát và mình bọc lại, mình ủ trong vòng khoảng 1 tiếng. Sau nửa tiếng thì mình có thể thấy là bột đã nở gấp gần gấp đôi rồi đó các bạn. Đáng yêu quá. Đây nó nở to như này các bạn. Sau 1 tiếng này này. Bây giờ mình bỏ ra để mình nặn nhá. Cắt được. Dai thì sao? Chia đôi ra thế xong là bỏ cái nửa này ra. Xong rồi lại. Đây là quá trình nhắm nặn của các nghệ nhân. Đây là sản phẩm của các nghệ nhân của chúng tôi. Hai cục xít này, đây hình bánh mì, đây hình bánh bao này. Đây là hình cái gì? Con quái thai. Không biết nữa, còn đây là hình con quái thai. Không, đây là mình nặn con mèo đấy nhưng không biết nó ra cái gì. Bây giờ mình cho vào nướng các bạn nhé. Cho vào. Bắt đầu mình đặt bánh vào. À, cái bánh mì của mình nó bị không cân. Cái này đặt thêm mấy cái nữa đấy. Đặt cái con quái thai giữa. Quái thai gì? Vẫn dính à? Vẫn dính. Giờ mình bắt đầu nướng nha các bạn. Im nhá. Bây giờ mình ngửa lên. Biết ngay còn quái thai mà. Đây, xít nó kiểu gì. Cục này còn đẹp hơn. Ừ, cứ nặn tròn tròn này lại xinh á. Ui giời, cục này có vẻ đúng. Cái bánh mì của chị bánh lạnh nó bị tuột. Ôi bánh mì. Bây giờ mình cho khoảng tầm 3-4 phút đi. Đây là thành quả của bọn mình. Và bây giờ là tiếp tục mẻ tiếp theo nhá. Yêu quá, thơm phức luôn các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm món khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu. Đúng cho gì? Đầu tiên mình sẽ gọt khoai này. Gọt khoai tây. Đây là khoai tây. Tomato. Đấy. Và xong mình cho luôn vào nước để tránh. Gọt củ nào mình cho luôn vào nước để nó bớt thâm nhé. Sau đó mình thái lát, mình thái lên đâu mình cũng cho vào nước để cho nó đỡ thâm. Cái này thì thái càng đều tay càng tốt để cho nó chín đều. Sau đó thì mình chần qua nước sôi. Sau đó bật bếp ga lên. Cho một chút muối nè. Một chút bột nêm nè. Và một chút đường nữa. Mình đun lên. Sôi sôi thì cho vào. Sau đó lại phải vớt ngay ra một cốc. À một bát nước lạnh. Sao sao
Mình có thể thêm vào một chút nghệ cho nó có màu. Không phải để lấy màu ấy, cho nó có một chút vàng vàng. Cái màu người ta có phô mai rồi. Có màu. Một chút nghệ cho có màu này. Nhiều các bạn. Sau đó khi vừa sôi thì mình vớt ra, mình cho vào nước lạnh cho nó đỡ bị dừ. Cho nước vào đây nhé. Sôi tắt bếp này. Mình đổ ngay vào đá. Đó. Nước đá. Mình ngâm một lúc. Giờ sau đó các bạn vớt ra và cho vào chiên thôi. Mình đợi cho ráo nước chút nha. Xong rồi mình cho vào trên không dầu. Đầu tiên mình để khoảng 180 độ. Nó cứ 10 phút bỏ ra một lần coi xem sao. Cho tới khi chín. Đây là lần đầu tiên làm đây nè. Chỉ biết vậy thôi. Nào nó mới hết cho mình. Mình đổ vào. Mình sẽ cho vào nồi. Sẽ khoảng tầm 10 phút 180 độ. Sau một lúc thì mình lại mở ra xem. Đó, chưa được đâu. Nhưng mà rất đẹp rồi đây này. Thêm một chút nữa. Hôm nay mình sẽ làm một món bánh mà mình rất là yêu thích. Và mình tin là cũng có rất là nhiều người thích món bánh này. Đó là món bánh su kem. Đây là lần đầu tiên mình làm bánh su kem. Và lần này mình làm bằng nồi chiên không dầu. Mong là thành công. Nguyên liệu của mình gồm có bột mì này. Đây là bột bắp này. Đây là trứng. Đây là sữa tươi không đường. Nếu bạn nào thích ăn ngọt thì dùng sữa tươi có đường cũng được. Đây là bơ nè. Trứng nè. Đường nè. Và một chút vani nhé. Để cho thơm. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm bánh. Ta ta. Sữa tươi, bơ, đường. Thêm tí bơ nữa không? Thìa đường nhé. Thìa này chắc phải hai. Thế thôi. Thôi. Sữa lấy rồi. Từ từ đã. Bơ nó còn chưa tan. Nãy cái gì? À, ấy cái nồi nó bỏng. Rát cái gì?
phổi. Xong kiếm hợp bích. Đông lại quá. Nghĩ thế này thôi. Đập trứng vào nhé. Sau đó mình đập trứng vào, mình trộn đều. Đây là kiểu đào vữa. Giống đào vữa các bạn. Lấy thìa không? Nhìn thích nghịch nhỉ. Trông kiểu slam. Chị đào thay không? Đào. Mỏi chưa? Không có mỏi tay không? Chị như cái máy đánh trứng luôn. Bạn đổ lên cái bát ô tô khi mà bột nguội rồi, à, khi mà bột đã xong, sau đó thì đảo thêm một chút nữa và đập trứng vào. Đây, nhào đến lúc mà mịn như thế này các bạn nhé. Sau đó thì mình để đây và bắt đầu đi làm nhân. Mình lấy nòng đỏ. Đi qua đây. Mấy quả? Một quả chứ. Sau đó một chút đường. Ừ, cho hết rồi. Tùy nhé. Cho hết vào. Nhân này. Đấy. Rồi đây. Ngoái đi. Ngoái
cái ngoái bông luôn các bạn nhé. Ngoái đũa trong nước khoảng 20 phút. Cái máy của bố đâu? Ở đây. Không biết. Thử nhé. Không được. Đấy. Chỉ ở trên thôi, quanh cái đường ở dưới mà. Ừ, thì mình cứ kéo lên. Thế thì nó cũng liên quan gì ở dưới đâu. Đường tận đáy mà. Đấy, các bạn đưa cho lên trên. Yeah. Trứng. Bột đâu? Sau đó mình cho bột bắp vào các bạn nha. Một chút bột bắp. Cái của mẹ đi. Mẹ này. Trứng hóa rồi kìa. Đấy. Mới tình. Mình cho bột bắp vào. Này nó rộng quá. Đấy nó vẫn còn. Giờ chị ấy đọc nốt đã. Nhấc bao. Nhân hay có đổi. Bài nhất. Sữa nó cần. Nhân này. Sữa để đun. Thế trong đó này vào còn gì. Mịn nữa. Đầu tiên là mình sẽ đổ sữa vào nhé. Và mình đun lên. Mình đun chỉ cho lăn tăn chứ không đun sôi các bạn nhé. Mãi không hết. Lần đầu tiên làm nên là chưa có kinh nghiệm. Sau đó mình đun hỗn hợp lên. Gồm có sữa và hỗn hợp. Trứng, bột bắp. Nhìn người ta này, yếu người ta nhìn cái nồi.
phép ạ. Cho sớm là cho làm sáng tan kia bỏ hết mũi em đẹp nè, màu đẹp thế. Đây là hỗn hợp nhân rất là thơm. Này giống ấy nhỉ, bánh trứng. Hôm trước làm bánh trứng chiên. Bánh trứng chiên ấy. Nhân cách làm giống thế. Bạn có thể thấy là đây là cái gì, cái phun kem tự chế của Tạ Thùy Dung. Đây này, đầu làm bằng kim loại thiếc. Và bây giờ thì mình bắt đầu phụt kem nhé, tròn hay dài đều được. Miễn là ăn được, bóp nó cứ dày dày ra một chút, mà mỏng thì cũng được, vẫn cho kem được vào. Khi mà mình nướng nó vẫn nảy lên làm hai lớp mà. Đấy, cầm cầm. Ta-da. Xuống chưa? Chưa xuống. Bịt à? Nhấp nhấp lên một tí, nhấp cái trong lên một tí. Chưa xuống. Nhà nhà thiết kế kiểu gì ấy hả? Đây, được rồi. Tròn nhiều theo chị là tròn đi cho dễ ăn. To thế đấy, nó phải giống nhau chứ. Tiếp cho nó dịch vào nhau này, không nó xa nhau quá nó tốn diện tích. Tiếp. Ăn đứt của chị chưa? Nhìn nó có thế nào? Mà nó dính cả chút dính. Cứ bóp mạnh. Rồi. Đừng dính vào em. Đi cái bánh sinh nhật đi. Thớt là bánh mì. Thế
hết rồi anh ạ. Tô chèn trang trí hoa hồng. Tiếp dài xuống dưới gì đấy. Ý chị nó dài anh mua tròn anh. Chị không nói sớm. Rồi, thế thôi. Chị cần như thế là đẹp. Tiếp, làm mấy cái dài xuống ở trong nữa này. Nó bảo nó dính nhau. Không, cứ không động vào là được. Nãy là em động vào nó. Động thì cứ không, cứ hai cái không chạm vào nhau là được. Đó, còn nó cạnh nhau không sao. Không, ý là ở đây thì tí gặp và nó lại rơi xuống giữa. Tí này thôi không sao. Đừng động vào đấy là được. Được rồi. Được rồi. Chắc được. Ok. Không sao. Vẫn cái hai mẻ đúng không? Ừ. Đó, sau đó mình cho vào nồi chiên không dầu các bạn nhé. Nồi chiên không dầu thì mình đây. Dung tích là 5 lít. Mình cho vào mình xét nhiệt độ. Bánh này nó hơi mỏng nên là xét nhiệt độ ít thôi, không nó bị cháy. Xét 170 độ trong vòng 7 phút đã. Mình chờ nhé. Đó, nó bật trong đèn xanh là chuẩn bị được đó. Mình mở ra coi nhé. Đó. Bây giờ thì mình lật lên nhé các bạn. Mình lật cái đằng đít nó lên. Rất là nóng. Sau đó thì xét nhiệt vẫn như vậy nhưng mà thời gian thì ít hơn một chút. Bạn lưu ý mình dùng giấy nếm nhé. Nếu không thì nó sẽ bị dính hết vào cái nồi này. Giấy nếm thì nó không bị dính. Giấy nếm hoặc giấy bạc. Do là cái đầu phun bánh tự chế nên là hình hài nó cũng theo kiểu nghiệp dư một tí. Rồi, ta cho tiếp vào. Khoảng 5 phút. Chờ tiếp. Tiếp theo mình cho nhân bánh vào nhé. Sự cẩn thận. Đấy, rạch một đường nhỏ ở đây. Đấy. Ở trong cũng rất là dẻo các bạn nhé. Đây nè. Đó. Không phải để cái bánh nguội á. Ừ. Cho nhân vào. Hơi nóng luôn. Vẫn hơi nóng. Xong một cái rồi đấy. Đó. Ấp vào. Thôi.
đâu được rồi đó. Tít, để em chị làm bánh. Thực ra ở trong mà cũng rất ngon rồi. Nãy nếm thử ngon lắm các bạn. Nhân này không tốn lắm đâu các bạn. Bánh bé quá ha. Ừ, bánh bé quá. Bánh làm hơi nhỏ. Hơi thủ công tí thôi nhưng mà ngon lắm các bạn ạ. Đấy. Cho đi ngang là dễ. Rất là dẻo ở trong. Còn đứa ăn vụng kem bánh. Kéo khắp ớt cay thế. Đáng đời. Đây đầu đây. Đây làm chưa? Rồi. Đây mà. Chắc đây chưa? Đây chưa? Đây chưa? Chưa. Cái này rồi. Tít. Nó ngửi thơm đấy. Này thực ra không cần nhân ăn cũng vẫn ngon. Xưa hồi mà chị đi học, bắt đầu lên học đại học ấy, ở chị Hương ấy. Suốt ngày là không phải suốt ngày làm mà suốt ngày ăn ấy, nhưng mà ở đây nó làm to, to gần bằng cái bánh mì cơ. Bán 8.000 một cái. Nhưng cũng rẻ mà. Thế là hai đứa toàn lười, lười nấu cơm là đi ăn bánh su kem. Cứ mỗi đứa hai cái là no rồi. À, nó là cái bánh mì. Xong nó có cái su kem bên trong gì. Xong nó có chiên bên ngoài không? Không chiên. Đây cho hết rồi à? Ừ. Chắc không đấy, cái này đã cho đâu. Rồi. Cái này chưa? Đã cắt rồi, một tí em cho. Tinh. Tinh tinh đó là âm thanh của một mẻ nữa đó các bạn ạ. Một mẻ nữa được ra lò. Đây là mẻ hơi hỏng, nhưng mà ăn vẫn ngon. Hỏng về hình thức. Không từ bỏ à? Trời, con đứa nó liếm cái kéo xong đó thì nó thấy cay vì hôm qua cắt ớt. Cắt ớt đâu chắc nó vẫn còn một tí cay. Này à, bố về à, bố mà đói à, chắc một phát hết một đĩa mất. Gì một đĩa, hai đĩa còn hết. Sợ lắm. Giấu. Giấu các bạn ạ. Giấu bố. Chưa năng lực ăn uống của bố mình thì siêu phàm luôn. Không phải là năng lực ăn vặt đấy. Thế là bây giờ tí sẽ ăn cái này. Một số đứa nó cũng khá là giống bố. Năng lực ăn vặt nó vô cùng siêu phàm.
Đấy, ăn với kem phải mát này nè. Ngon quá. Ngon quá mọi người ạ. Ước gì mọi người đây để mình có thể cho mọi người nếm thử. Phải đợi cái bánh nó nguội xong ăn với kem nó mát ấy. Bánh nó nguội ăn kem mát cực luôn. Biết đúng là su kem. Đúng rồi nhỉ, nếu không thì ta gọi là su su. Kem nghĩa là mát đúng không? Kem là phải mát. Ơ, bê cái đoạn kia ra đi. Bên kia hả? Cái kia chưa lật. Chưa lật đi. Bên kia chắc hết nhần. Tít. Nghiêm cấm. Ăn vụng. Số đứa nghiêm cấm. Hay cho rồi đúng không? Cho hết rồi đấy. Là đấy. Yêu đẹp trong tàu. Bẩn tấn. Đấy, cho rồi. Cái này chưa nhá. Tí cho đi. Chị lật. Wow. Ngon quá, cho miếng đi. Miếng to mà miếng đầy. Miếng này đầy kem. Không cho à. Đây này các bạn. Các bạn không nhìn được. Ngon quá. Đây các bạn ạ, sau khi hai mẻ ra lò thì chị em mình ăn chỉ còn tương đây để phần bố mẹ thôi. Mong là bố mẹ sẽ thông cảm cho bọn mình. Và lát nữa bố mẹ ăn như thế nào thì mình sẽ quay lại để xem cái lời nhận xét của bố mẹ nhé. Ta da. Ngon không? Bé ăn đi. Mẹ, nếm đi. Đông nghĩ. Cái này của Dung có nhiều kem nữa. Thơm thơm. Nghĩ lâu thế. Được. Hai đứa cả buổi chiều đó. Nên mẹ ăn nhiều thêm một chút đi. Đó là bếp kia. Vâng. Làm bằng nồi chiên không dầu đó. À. Chắc cái này nó chỉ cần tí dầu nữa. Cần tí dầu nữa. Ừ. Ngậy hơn. Cái này ngon lắm rồi. Thực ra là toàn con làm đấy mẹ. Quên đi. Thêm một tí ngọt ngọt nữa. Thế là mẹ ăn ngọt đấy. Nhung nhỉ? Con đã cho ngọt rồi đấy. Mấy điểm mẹ? Tám điểm em. Thôi được.